Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn pha chế trà sữa thành phẩm với siro bạc hà ha các bạn ha. Rồi ở đây mình sẽ dùng siro bạc hà, tôi ra đi. Rồi đầu tiên mình sẽ cho đá vào ly trước. Rồi 120ml trà sữa thành phẩm. Rồi mình sẽ cho 20ml siro bạc hà. Rồi sau mình sẽ cho một ít hạt. Trang trí một cái ống hút. Rồi mình sẽ cho một cái muỗng. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.